Hội trợ Lifestyle Việt Nam 2021 đang mở ra một hướng đi mới trong kỷ nguyên 4.0 trong công tác tổ chức hội trợ, tương tác giữa khách hàng với các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước trên không gian ảo. Nằm trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam đã khai mạc hội trợ quốc tế hàng trang trí gia đình và quà tặng Việt Nam 2021 theo hình thức trực tuyến trên nền tảng www lifestylevietnamonline com Được đánh giá là một trong những hội trợ ảo triển khai sớm nhất trên thế giới, sự kiện này đã thu hút gần 300 doanh nghiệp với 9 nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo đặc trưng của Việt Nam. Chỉ trong ngày đầu tiên đã có 466 khách hàng quốc tế cập nhật và giao dịch tại hội trợ với gần 3.000 lần các gian hàng được ghé thăm, 825 đơn hàng từ khách quốc tế đến các doanh nghiệp với việc triển khai nhiều hoạt động từ việc phối hợp với các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài ở Việt Nam, truyền thông quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, Instagram, sự kiện xúc tiến thương mại này hứa hẹn giúp sản phẩm thủ công mỹ nghệ vươn xa trên thị trường quốc tế trong bối cảnh tiêu cực của dịch bệnh COVID-19.